chào mừng tất cả anh em cũng như các bạn quay trở lại nhé. Thì ngày hôm nay mình muốn giới thiệu anh em một siêu phẩm hàng trên tay mình đây, một bộ còi D79 của anh em nhé. Ngày hôm nay trên tay mình đang là một em siêu phẩm cực led, hàng mới ra lò dành cho anh em là nhanh tay chốt đơn nhé. Sản phẩm này bên nhà mình là giá nó cực kỳ ưu đãi, khởi sắc cho anh em nào mua. Ưu tiên đây là hàng có sẵn nhé, ưu tiên cho anh em mà có sẵn. Anh em nào thích chơi bộ to thì nhanh tay liên hệ phòng cho mình. Đấy, bộ của mình đây thì là đang để là bộ này là đang là để mộc anh em nhé. Bộ này là full để mộc 79. Âm bộ còi này thì cực kỳ gắt luôn. Riêng về phần tầm anh em để ý thấy nhé, tầm này cực kỳ là trắng và đỏ nhé, tầm cực kỳ là đẹp luôn. Đấy mọi người ạ, tầm bộ này thì cực kỳ là đẹp nhé. Đấy, đợt này tại sao mình hay lên những cái bộ mà mộc, tại vì là trong đợt vừa rồi đây là mình có những lô ống già này, nó luộc nó được trắng và làm rất là đẹp, nó luộc nói chung trong quá trình xử lý ống nó rất là đẹp, cho nên là mình sẽ hay để mộc một tí, cho nên là sẽ hay để mộc, nghĩa là trước mình hay phải đi sơn, trước mình hay sơn là tại vì là mình tầm mình ngâm nó không được trắng, nó cái trắng cái không hoặc trắng nó hay bị ngấm nước, kiểu như ngâm tầm nó lâu rồi ao nó bị ngấm nước mà nó không được trắng như là mình luộc đó. Và sang năm nay thì mình luộc nhiều hơn để cho tầm nó được vàng và đẹp, với cả những cái tầm mà đỏ đỏ như này này nó cực kỳ là đẹp luôn đấy. Và những tầm màu trắng thì nó già nó vàng óng như này đấy, như bộ này nó đang rất là vàng nhé. Vẩn thì là full gỗ mít đấy, cực kỳ là đẹp nha anh em nhé. Nhà mình thì chuyên làm vẩn gỗ mít luôn đấy, không có dòng vẩn khác đấy, và chỉ làm vẩn gỗ mít thôi đó, được chưa đấy. Cho nên anh em yên tâm về chất lượng vẩn bên nhà mình nhá, đảm bảo bằng gỗ xịn ngon đó. Gỗ mít thì anh em biết là cái độ xịn nó như nào đấy, đấy. Nó không phải là cực xịn so với sừng hay là mun đấy, nhưng so với tầm gỗ mà để làm sáo mà không phải những cái dòng sáo đắt tiền như sừng này đấy, hay là gỗ mun ấy, thì với tầm giá như này rất là đẹp nhá. Bộ này giá cực kỳ limit cho anh em là nhanh tay chốt đơn, nhắn tin qua cho em nhé. Quầy tàu D79 của anh em nhé, đấy, hàng bao phê bao led và bao gắt cho anh em. Đấy, anh em để ngắm kỹ về cái vẩn của nó nhé. Đây mọi người, vẩn của em nó này mọi người để ý nhé, đó từ con cái trở lên đó rất là sắc nét luôn ạ, đúng không ạ? Sản phẩm này đó chiên cho mọi người đấy nhá. Đấy anh em thấy chưa, có cái tầm rất là vàng, những quả sau tầm rất là đỏ và trắng nhá. Đấy, ít khi em làm bộ mộc, tại vì làm bộ mộc em phải tìm được tầm cực kỳ là trắng em mới làm cho mọi người đó. Mình phải tìm được bộ thật là trắng bắt đầu mình dám lên video làm cho tất cả mọi người xem. Đấy, mọi người để ý này, đây đây nhá, sâu kỹ toàn bộ siêu phẩm này nhá anh em này. Đây một con hàng như này giá thì anh em để nhắn tin qua Zalo cho mình nhé, số điện thoại Zalo em sẽ để ở góc màn hình, anh em để nhắn tin qua đó được không? Vẫn có rất nhiều các loại dòng sáo âm sáo phục vụ cho anh em đam mê trong cái mùa gió Lam đang gọi là rất là đẹp như thế này đó, và sắp tới sẽ vào mùa gió Bắc đó anh em nhé. Đây anh em phải ngắm kỹ nhé, hàng này thì là hàng có sẵn, cho nên anh em nào đang có nhu cầu, bữa trước của mấy anh em hỏi đấy, cho nên là em lên xong bộ này em kỷ để cho anh em một giá chiên kỷ niệm đó. Anh em nào chốt đơn thì nhanh tay nhắn tin qua cho em nhé. Đấy sản phẩm này nhé, còi tàu D79 quả ấy, hàng cực kỳ là nét và uy tín đấy, nói chung là xứng đáng đồng tiền bỏ ra anh em ạ. Đó đấy nhá, âm của con này thì nó cực kỳ là gắt và phê đấy, anh em quan tâm thì có thể một chút xíu nữa sẽ đi tiết âm cho anh em nghe, nhưng đảm bảo mọi người âm không gắt không lấy tiền nhé. Một bộ này thì thả cho con diều độ tầm sấp xỉ 4m đó, độ tầm cứ gọi là tầm 3m8 hoặc là 4m thì cái con này mà lên rời nó kêu thì thôi phải gọi là nhức lách anh em ạ, nhức hết một cái bên lách này nó. Cho nên là anh em hay là các bạn muốn nhắn tin mua chốt bộ này thì nhắn tin qua Zalo giúp mình nhá. Đấy, ai nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh chia sẻ cũng được, mình có thêm nhiều động lực để mình ra những video tiếp theo anh em nhé. Đây còn một chút xíu nữa sẽ nhờ thằng em nó đi học về đó, hai anh em mình sẽ đi tiết âm cho mọi người cùng nghe âm bộ này đó. Đây mọi người này đó, được chưa anh em thấy ý tầm nhá, đó cực kỳ là đẹp luôn. Đây mọi người thấy ý này đó, tầm rất là đẹp luôn nhá. Hả? Miệng này đó, thấy chưa anh em, thấy miệng của nó chưa đấy, miệng của em còi này đó, thấy chưa, có vân và rất là đẹp luôn đấy, rất là đều và vàng nhá. Đây mọi người thấy ý kỹ này đó, được chưa, đằng trước này đấy, chả mấy khi kiếm được cái bộ tầm đẹp và bây giờ sẽ luộc tầm nhiều hơn, tầm luộc sẽ rất là trắng và đẹp, sẽ không ngâm nữa anh em ạ. Mặc dù là tỷ lệ luộc nó vẫn có bị mọt cao hơn là tỷ lệ mình ngâm, nhưng mà luộc tầm nó được đẹp hơn anh em nhé, luộc tầm được đẹp hơn, cho nên là sắp tới mình sẽ làm sáo, mình sẽ làm luộc nhiều hơn
Đó, anh em có cần mua tẩm hay mua vòng CNC vẫn có phục vụ cho anh em nhé. Anh em yên tâm nhé, phục vụ cho anh em từ A đến Z. Đấy, vẫn hỗ trợ anh em, phục vụ cho anh em. Đấy, mặc dù sắp tới có làm thêm cái mảng khác thì anh em nhớ ủng hộ thêm mảng mới của mình nhé. Đó anh em nhé, đây này, hàng đây này. Đó, được chưa? Cực kỳ lét nhé, và chút xíu sẽ đi tiết âm nhé, anh em cùng hóng nhé. Bộ này giá cực là hợp lý cho anh em luôn. Bộ này giá không cao. Giá bộ này ngoài thị trường rẻ rách cũng phải tầm gần 2 củ khoai. Nhưng ở trong video của mình mà mình lên video cho mọi người xem, tặng cho mọi người giá lúc nào cũng kém dưới 2 củ khoai. Đó. Đấy, từ khoảng 1x cho đến dưới 2 dưới đít của 2x, 1x và dưới đít của 2x anh em nhé. Mọi người nhá, đây nhá. Nice.